Chào mới tư. Chúc mới tư buổi sáng vui vẻ nha. Dạ. Bây giờ mới tư cái nhà. Dạ mấy em thợ ngồi uống cà phê cái mới tư. Chú anh chị biết không, thì má tư cũng vừa đến sáng ngày hôm nay là ngày 29 tháng 11 nha cô chú anh chị, cũng gần 2 tháng rồi. Thì má tư mới sáng đến đây và làm việc với mấy anh ống nước sửa chữa nhà số 5 của chú anh chị. Nói chung là hiện tại là má tư cũng thay mẹt của người sĩ Vũ Linh để sang sửa lại những cái đường ống nước trên nhà số 5, để hiện tại bây giờ là nó hơi bị trục trặc nha. Thì má tư cũng đến đến đây để kêu thợ đi làm cô chú anh chị, kêu thợ làm sửa chữa cái ống nước nha cô chú anh chị. Đó, thì má tư ở trên lầu kìa. Đó, má tư ở trên lầu đó nha. Thì má tư vừa đến xong là má tư ở trên lầu. Cô chú anh chị cũng đã biết là lúc trước mà má tư sang cái cây bồ đề đó cô chú anh chị, thì nó má tư cắt đi, nó xong rồi má tư rồi nó mọc lại đó cô chú anh chị, nó mọc lại xanh xanh má tư chỉ kìa. Để giải quyết cái cây bồ đề cho nó gọn gàng. Thì anh làm việc của anh thợ này nghe nói thông tin là anh thợ này cũng là người trong nhà của chú Năm đó cô chú anh chị. Đó cả nhà. Cắt cái tiết đó đây cả nhà, theo em nghĩ là cả nhà mình đục hết một đường nước dài đó cô chú anh chị, đục hết ra đi, rồi lấy xi măng dầu mình tiết vào, sau đó mình sẽ tiết xi măng vào ở ngoài cả nhà, là nó sẽ bảo đảm rồi, chắc chắn là nó không có mọc nữa đó, mọi người. Thì hồi tối chị Hồng Loan cũng rất là vui đi dạo quanh thành phố cô chú anh chị, đi xe buýt từng hai lầu cả nhà. Thì cái MV của chị Hồng Loan cũng đạt lên mốc 16 rồi cô chú anh chị, top 16 rồi, rất là vui. Trong vòng được mấy ngày ngoài gần được nửa triệu sub rồi cô chú anh chị. Thì em cũng cập nhật cô chú anh chị buổi sáng ngày hôm nay, thì má tư cũng đến đây để sửa ống nước nhà số 5. Hiện tại má tư ra cũng chỉ mình thở rồi. Giờ đây thì ngày 29 ngày tối hôm nay đó, thì cô chú anh chị đã biết mới từ ra kìa, mới từ ra kìa. Mới từ cái đó giờ mới từ trích xi măng hả mới từ? Dạ. Cái đó chắc mình cắt hết ra mình đục rồi mình trích xi măng mới từ á. Dạ. Cửa là lâu quá nó cũng một phải quá từ hả? 2 đến 5 tới bây giờ. Bây giờ bây giờ mình làm cửa nhôm sinh pha nó tốt lắm má từ. Cửa mình làm nhôm sinh pha đó má. Nó tốt lắm. Dạ. Nhà sẽ sửa cho công phẩm mấy trăm triệu. Chúc má tư buổi sáng vui vẻ nha má tư. Chúc má tư buổi sáng vui vẻ nha. Dạ. Má tư tối nay có đi ở Chúc má tư. Dạ. Má tư. Cô chú anh chị ơi, thì má tư cũng vừa đến để làm việc với anh thợ ống nước để sửa cái đường nước nhà thứ nhất, thứ hai nữa cô chú anh chị, sửa về cái cây bồ đề ở nhà nó mọc đó. Thì má tư cũng mới chỉ ra gì xong thì má tư cũng đi về cả nhà. Thì nhị có thông tin cũng nói là má tư có thể là sơn sửa là cái mặt tiền, nhưng mà
À, chưa biết điểm từ tính tiếp của chú anh chị. Đó, thì buổi sáng ngày hôm nay thì bọn em cũng chia sẻ cho cô chú những cái thông tin như vậy, thì tối hôm nay chắc chắn là Ma Tư sẽ có tham dự trong cái buổi ca nhạc của show của chú Ngân Tấn ở tại quán Anh Quy Lê là 386 đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh của chú anh chị. Cô chú anh chị muốn mua vé, đặt vé thì cứ liên hệ số điện thoại Anh Quy 0903 039 119 cả nhà. Để mua những cái tấm vé mà rất là giá trị, chỉ có 250.000, nhưng mà có một suất nước nha cô chú anh chị, một suất nước và đặc biệt nhất là có một cái bánh chưng nữa mọi người, chứ không phải là giá vé 2,5 triệu nha cả nhà, mà không có miếng nước nào nha cả nhà. Đó, cho nên nếu mà em được 2,5 triệu thì em để nhà em ăn ngắt nha cô chú anh chị, em vẫn bỏ 2,5 triệu rồi để mình đi mua cái vé mình đi coi với cô chú anh chị ha. Đó, cho nên là cái 2,5 triệu mà có một cái sức nước và một cái bánh chưng nó rất là tuyệt vời cả nhà. Chủ yếu người ta làm show có tình thương yêu thương và giao lưu của chú anh chị gần xa, chứ không phải mình giao lưu mà để mình lấy kinh doanh số lượng lớn của chú anh chị đó. Ít nhưng mà có tấm lòng của chú đi dành thì cũng rất là tuyệt vời, chứ ngoài ra mình không có muốn gì nhiều cả nhà, đúng không hả? Thì hồi tối chị bên trong của anh Tý cũng đi chơi, nhưng mà xin mình sinh nhật của em trai là bản tin online cả nhà. Trong khi chị Trâm like thì chị Ni vào trong cái đường like của chị bên Trâm, mấy anh chị vui hài và nói chuyện nhau cười hớn hở luôn cô chú anh chị. Em cũng chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn có thông tin như vậy. Thì em buổi sáng hôm nay thì em tiếp tục quay lại, thì em cập nhật số 5 cho cô chú anh chị và bạn xem tình hình chị Âm Lan buôn bán hàng như thế nào. Còn hiện tại phía bên kia của chú anh chị thì mới hôm qua đây cả nhà, tiếp tục lại một chị gái gọi cho Tim Bên Miền, cũng là một người khán giả. Bởi vì cô chú anh chị biết không, là Tim Bên Miền cũng có để số điện thoại trên kênh đó, cô chú anh chị gọi và nhắn tin cho Tim Bên Miền là hiện tại là con ve nó của chú anh chị nó đang rất là sùng sáo với nó của chú anh chị. Nó đang nhờ người của chú anh chị, nhờ người mà để quen biết chị Hồng Loan đó, đến nói chị Hồng Loan đó, để cho bạn mẹ con nhà ve để né cái chị sau kia của chú anh chị, nhưng không bao giờ mà tha thứ những cái chuyện này nè cả nhà, đưa chị Hồng Loan vào con đường khó khăn và chống phá thê để hãm hại chị Ni, sau đó để hãm hại chị Loan. Cho nên những cái việc này không có ai thể bỏ qua được cô chú anh chị, dù sao dù chứ con người ta mà đi hại như thế mà trong cha người ta chết đi đến tài sản, mà trong khi đó một mình là một người cô, một người cháu khác họ, một người cô mà đi làm vậy với một người cháu anh mình, không có thể mình tha thứ được cô chú anh chị. Theo cảm nghĩ của mình, của em đó, em không có tha thứ được cô chú anh chị, quá là nhẫn tâm và độc ác luôn đó. Còn ngoài em biết cái gì nữa cô chú anh chị, thì buổi sáng hôm nay em cũng chia sẻ với chú anh chị cái thông tin như vậy. Thì cô chú anh chị có xem video này thứ hai thì nhớ ủng hộ cho Tin Mơ Miền một like, một đăng ký, một chia sẻ cho kênh của Tin Mơ Miền còn phát triển nhiều hơn. Một lần nữa Tin Mơ Miền cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã yêu quý Tin Mơ Miền và đăng ký kênh em được 40.000 cô chú anh chị cũng gần 2 năm rồi. Một lần nữa thì em cũng chúc cô chú anh chị mình mỗi sáng vui vẻ, thành công, tốt đẹp. Đừng quên nhấn like, ủng hộ, đăng ký kênh cho Tin Mơ Miền nha. Một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ạ.